Bạn gái cũng ngoại quốc tuyên bố vẫn yêu say đắm đặt villa, nam TikToker ngay lập tức có hành động đáp trả đáng đồng tiền bát gạo. Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, Đạt Villa đã khoe clip đưa bạn gái cũ tên Vidya người Indonesia đi trượt băng. Trong hình, cả hai đã có những giây phút vô cùng vui vẻ. Đặc biệt, khi được hỏi em yêu ai, cô gái này chẳng phải suy nghĩ mà tuyên bố luôn rằng em yêu anh Đạt. Nghe thấy bồ cũ bày tỏ tình cảm, nam TikToker cũng nở nụ cười cực tươi. Đến đây, dân mạng đồn rằng phải chăng đôi trẻ đã quyết định tái hợp. Cách đây ít ngày, Đạt Villa cũng từng gây chú ý khi khoe ảnh tình bề bình bên Vidya. Khoảnh khắc ghi lại, đôi trẻ cùng nhau tham gia một sự kiện. Vidya liên tục nở nụ cười tươi, khoác tay bạn trai cũng rất tình cảm. Nhưng đến tháng 6 vừa qua, hai TikTok gốc Hà Thành bất ngờ tuyên bố đã chia tay bạn gái ngoại quốc. Chính X khẳng định thời gian hơn nửa năm chung bước, tình cảm họ dành cho nhau đều là thật lòng, không có chuyện lợi dụng yêu đương để câu fame. TikToker cho hay, Vidya là người chủ động nói lời chia tay. Nói về lý do cặp đôi không thể cùng nhau bước tiếp, anh tâm sự, tôn giáo vốn là vấn đề khúc mắc từ lâu giữa bọn mình và chưa tìm được giải pháp cũng như tiếng nói chung. Gần đây thì do khoảng cách địa lý, mong muốn được gặp nhau cũng dẫn tới những buổi nói chuyện rõ ràng hơn về tương lai sau này nên bọn mình đã có quyết định cuối cùng.